Tiếp. À, con này chắc được gần tháng. Nó chưa biết ăn biết yếp này chắc là nó tầm hơn 3 tuần. Trời ơi. Chào em bé. Mà nó đi không vững luôn ấy. Ăn cháo chị. Em nhai cơm rồi đấy. Nó ăn. Nó ăn một tí thôi lại không ăn nữa. Sữa kia sữa mèo con đúng không? Vâng, sữa. Tiếp. À, con này chắc được gần tháng. Nó chưa biết ăn biết ít này chắc là nó tầm hơn 3 tuần. Ủa thế rồi á? Bé thế thôi chị. Vì thấy nó đi không vững thì chắc là mới đẻ được. Này cho con mèo sữa này. Chứ con mẹ đâu nhỉ? Ôi con mèo này mèo hoang ấy, chẳng biết là nó còn con này trước nó còn trên kia ấy, trên cái nóc này ấy, bay mà với nó xuống. Thì có mình à? Vâng, mình nó phụ thân. Chung là những trường hợp mèo con như này thì mình cũng không đứng trước được. Vì thứ nhất là không có mẹ chăm, hai mình chăm sữa ngoài thì nó chắc chắn là không bằng mẹ rồi. Nhưng mà thôi cứ cố gắng chăm cho nó thôi. Cho anh hộ em với, như là nó bỏ đi thì nó lên tội nó quá. Nó sống dài quá, mấy hôm nó phải để ở đây 4 hôm rồi đấy. Thế cho ăn nó như thế này thôi, mà nó ăn được một tí nó lại rút vào đây.